Kati Katona nghỉ thẩm mỹ vì mặc cảm để rồi đau đớn vì thành quái vật ba đầu. Mới đây, ngôi sao truyền hình thực tế kim ca sĩ, diễn viên Kati Katona chia sẻ bức ảnh phòng 1 to quá đà và việc tiết lộ rằng cô sẽ phải đi phẫu thuật giảm kích cỡ ngực vì đau đớn khiến các fan hâm mộ xôn xao. Trong bức ảnh chụp từ dưới lên, Kati Katona để lộ núi đồi quá khổ nặng nề. Cô thăng thở với người hâm mộ trên Instagram rằng sẽ phẫu thuật giảm kích cỡ ngực trong tương lai gần vì ngực của cô trông còn lớn hơn cả cái đầu. Ngoài ra, việc sở hữu phòng 1 quá khổ khiến lưng của Kati rất đau đớn. Hình selfie của Kati khiến netizen gật gù, hóa ra quái vật ba đầu trong truyền thuyết là có thật. Kati Katona là á quân trong chương trình truyền hình thực tế Celebrity Big Brother năm 2011. Cô chia sẻ đã phẫu thuật nâng ngực lần thứ 3 vào năm 2019. Thời điểm đó, cô mặc cảm về phòng 1 chảy xệ sau khi sinh 5 người con. Tuy nhiên, người đẹp đã làm ngực quá to khiến cơ thể trùng mất tự nhiên và gây đau lưng. Sau khi Kati chia sẻ về việc đi giảm kích cỡ ngực, cô được nhiều bạn bè động viên, ủng hộ. MC truyền hình Ukrila Johnson, người từng phẫu thuật thu hẹp ngực năm 2009, đã nhiệt tình ủng hộ quyết định này của Curry. Kari Katona quyết tâm chỉnh ngực sau khi tậu hai ngôi nhà hơn 2 triệu bảng Anh vào tuần trước. Cựu ca sĩ nhóm Atomic Kitten cho biết cô đã phải đi thuê nhà suốt 13 năm qua vì từng bị phá sản. Giờ đây sau nhiều năm nỗ lực kiếm tiền, Kari đã có thể tậu cho mình và các con một tổ ấm khang trang, rộng rãi. Kari Katona sinh ngày 6 tháng 9 năm 1980. Cô là cựu thành viên nhóm nhạc Atomic Kitten, nổi danh xứ sở sương mù những đầu năm của thế kỷ 21. Sự nghiệp của Kari bắt đầu xuống dốc sau khi Atomic Kitten tan rã lần thứ 2 năm 2017. Từ đó đến nay, ngôi sao 39 tuổi này khá chật vật trong việc tìm kiếm lại danh tiếng. Kari Katona từng được biết đến là ngôi sao đa tài của showbiz Anh. Cô khởi nghiệp với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, sau đó làm người mẫu, đóng phim, viết tiểu thuyết. Những năm gần đây, khi nhan sắc ngày càng phôi phai, Kari chuyển hướng tham gia vào show truyền hình. Cô vừa giành chiến thắng trong chương trình Celebrity on the Front 2021. Kari Katona đã kết hôn 3 lần. Người chồng đầu tiên của cô là ca sĩ Brian MC Fadden của nhóm nhạc Westlife. Cô có hai con gái trước khi ly hôn năm 2004. Người chồng thứ hai là tài xế taxi Max Croft. Cô sinh hai con, một trai một gái với Max. Sau khi ly hôn năm 2011, Kari lên xe hoa lần 3 với cầu thủ bóng bầu dục Gary Kay năm 2014 và sinh một cô con gái. Năm 2019, chồng Kari qua đời vì sốc thuốc. Trải lòng về ba người chồng, Kari cho biết chính thất bại trong hôn nhân khiến cô chìm trong ma túy và chứng bệnh rối loạn lưỡng cực. Nữ ca sĩ cho biết Brian MC Fadden, người chồng đầu tiên đã phản bội mình. Tuy vậy, anh ta rất giỏi diện trước ống kính rằng gia đình họ đang hạnh phúc. Cuộc hôn nhân thứ hai của nữ ca sĩ tóc vàng với Mark Ross cũng không khá hơn. Kari tiết lộ rằng cô hoàn toàn mất đi sự tự tin nên đã quay lại với cocaine. Bởi chất gây nghiện là bạn thân nhất của cô lúc bấy giờ và cũng là thứ duy nhất lắng nghe những rắc rối của cô. Và đỉnh điểm của đau đớn là khi Gregory Kay, người chồng thứ ba của Kari qua đời, khiến cô mất niềm tin vào cuộc sống. Trước đó, Kari Katona từng khiến dân mạng dậy sóng tranh cãi với hình ảnh phản cảm khi đi du lịch Thái Lan cùng bạn trai kém tuổi. Không hiểu vì lý do gì mà cô nàng thả rông hoàn toàn vòng 1. Nhiều người tỏ ra thất vọng trước vẻ ngoài tàn tạ của ngôi sao âm nhạc đình đám nước Anh một thời. Được biết, sau khi bước qua tuổi 35, Kari bắt đầu mắc chứng lo âu mất kiểm soát, luôn trong trạng thái lo lắng, ngoại hình sẽ phai tàn theo thời gian nên đã lao vào những cuộc trùng tu, thẩm mỹ. Tuy nhiên, Kari vẫn rất tự tin thể hiện một hình ảnh nóng bỏng trong studio và người cầm máy không ai khác chính là bạn trai kém tuổi của cô. Trong loạt ảnh hậu trường, Kari mặc nội y hai mảnh xuyên thấu màu đỏ, kết hợp với mái tóc tẩy trắng và giày cao gót đế suông. Bộ nội y trong suốt khiến những phần nhạy cảm trên cơ thể đều bị lộ trước ống kính. Tuy nhiên, cựu ngôi sao nhạc pop không hề bận lòng, vẫn tươi cười tạo dáng chụp ảnh. Không chỉ can thiệp dao kéo, Kari cũng tích cực tập luyện cho cơ thể săn chắc. Nhờ đó, cô quen và yêu bạn trai hiện tại, vốn là huấn luyện viên cá nhân ít hơn cô 8 tuổi. Tuy nhiên, bộ ảnh này vẫn bị netizen đánh giá là thảm họa 18+ vì làn da chảy xệ, khuôn mặt đờ cứng, thần thái lố bịch của cựu ngôi sao người Anh.